Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Nghìn Lê. Và hôm nay chúng mình sẽ trở lại với video phân tích ngũ độc trưởng trong phiên bản sắp tới đây thì sẽ được búp như thế nào, cũng như sẽ có những hướng đi mới như thế nào. Thì theo mình, ngũ độc trưởng là phái không yếu như những bạn đã nghĩ, mà thực sự ngũ độc trưởng khá là mạnh. Thì các bạn đã coi là cái trận đánh Võ Lâm Minh Chủ của Thiên Tướng đi, bạn thấy ngũ độc trưởng ngang Minh Giáp quýnh Võ Đang thì Võ Đang không có thể nào ăn được. Tại vì thứ nhất kỳ hệ, thứ hai là ngũ độc trưởng solo khá là khó chịu luôn nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cái cách búp, cách khảm được như thế nào để tấu ngũ độc trưởng. Thì thịt tình cờ, bạn này là một bạn hồi xưa theo dõi kinh mình từ lúc mình chơi ngũ độc trưởng tới bây giờ. Thì bạn này vẫn đam mê ngũ độc trưởng, thì bạn này có nhờ mình xem đồ cũng như hướng dẫn búp cho anh em, cũng như review server. Mong sơ tâm gặp server này nha. Nha, thì hiện server này hiện tại là server X85, thì tất cả anh em thực sự đang rất là mong được gặp, tại vì những cụm sao rất là nhắn, và thực sự mình mong là sau cái thiên hạ này dứt ban này, Vinci nên cho gặp server là một lần 2-3 server để cho anh em đông vui chúng ta chơi, cũng như hoặc cho cái chuyển server theo cụm ok hơn nha. Thì trước khi vào video thì xin một phút mình xin phép một phút quảng cáo. Là bên mình có bán thẻ SIM rẻ hơn các bạn tự nạp Salopay và ngân hàng. Và bên mình sẽ nhận up giang hồ, trung gian giao dịch tất cả mọi sản phẩm của VNG. Thì bên mình sẽ nhận up tuyệt học, tuyệt kỹ, full tím, full cam cho tất cả anh top. Thì nếu anh top nào gặp khó khăn trong vấn đề này thì cứ liên hệ em. Và bên mình sẽ nhận liên kết với những bạn dịch vụ up giang hồ, bán bạc. Thì bên mình sẽ bán thêm thẻ SIM 200k để các bạn có thể up giang hồ cách rẻ nhất. Cũng như mình sẽ giới thiệu lại tất cả những cái khách mua bạc cho các bạn nha. Chúng mình hợp tác song phương. Và các bạn nếu thấy video mình hay quá, đừng quên like và đăng ký kênh nha. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn video ngũ độc. Thì hiện tại ngũ độc ít ai chơi. Thứ nhất là tại vì tất cả những phái hiện tại đều có hiệu ứng khống chế cứng, mà ngũ độc là phái mạnh về dồn đam, có nghĩa là cần thời gian để dồn đam. Các bạn hiểu vấn đề không? Thứ nhất này là ngũ độc cần búp bùa này, và chúng ta cần thời gian để chúng ta dồn đam thì mới lên độc, mới sốc sát thương được. Mà đa số hiện tại các bạn khi hiểu vấn đề không, là khi các bạn vào đánh nhau tranh quần chiến đi, là chúng mình chưa dồn được cái combo thì đã phải chết rồi, tại vì quấn bây giờ khá là mạnh cũng như đam khá là mạnh nha. Phía thứ hai là hiện tại cái bùa ở trong cái game này đang bị hạn chế khá nhiều. Hồi xưa các bạn biết là cái thời kỳ mà chơi Võ Lâm PC á, các bạn nào từng chơi ngũ độc á thì bạn biết là cái bùa nó rất quan trọng, búp bùa giảm kháng ấy nó rất là mạnh luôn. Mà hiện tại cái phiên bản của Võ Lâm Mobi thì không phải là phiên bản về bùa mà phiên bản về hiệu ứng, thì chúng ta nên chơi những cái phái hiệu ứng cứng như là Cung Lôn, Võ Đan, Nha Mi, Đường Môn là những phái hiện tại theo mình khá là mạnh luôn. Hoa Sơn cũng mạnh này. Nên ngũ độc hiện tại không có được nhiều người ưa chuộng lắm. Nhưng mà mình sẽ phân tích cách búp cũng như cái cách khảm tối đa cho những nào các bạn nào đam mê ngũ độc nha. Thì đầu tiên các bạn nhìn vào cái kill của bạn, phải nhìn vào cái tâm pháp để bạn búp đồ, chứ không phải bạn nhìn vào cái hàng khác búp mà bạn búp theo. Thì đầu tiên các bạn nhìn vào tâm pháp đầu tiên, thì bạn sẽ nhìn thấy ở đây có kháng tất cả, có chính xác hiệu sức hồi sinh lực. Ở đây có kháng tất cả thì các bạn thể búp theo cái hướng là biết kiếp có kháng tất cả để chúng ta giảm cái sát thương xuống. Hiệu sức hồi sinh lực ở đây thì các bạn có thể búp hút sinh lực nha, để cho cái việc hút máu của bạn ấy trong giao tranh nó ok hơn. Còn chính xác ở đây là cái phiên bản trước là mình đã búp cho bạn coi là khi mà mình ngũ độc ấy, mình xài chính xác thì nó quýnh ít né, thì mình không biết hiện tại thì như thế nào. Nhưng mà ngũ độc các bạn đang chơi ấy, các bạn không xài, các bạn xài chính xác các bạn sẽ thấy quýnh ít né hẳn ra luôn nha. Nha. Tiếp tục là cái thứ hai, cái chiêu tâm pháp thứ hai của ngũ độc kỳ kinh thì nó sẽ có là sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản. Thì ở đây thì khi mà có sinh lực cơ bản 90% như vậy thì trong cái ô khảm của bạn nên có 5 viên sinh khí. Tại vì khi mà có cái này sinh lực cơ bản này ấy thì bạn búp máu nó sẽ lợi thế chủ độc hơn, cũng như các bạn có thể sống sót trong giao tranh nhiều hơn nha. Tiếp tục cái chiêu thứ ba này, hiện tại cái chiêu thứ ba này hơi thấy bị tào lao luôn á nha. Cái chiêu này nên fit lại này, ngũ độc kỳ kinh vô hình cổ này thì nó chỉ tốc độ giảm di chuyển cái địch đó, thật sự rất là phế luôn cái chiêu này nha. Cái chiêu thứ tư là hấp tinh yểm. Thì cái chiêu này sẽ có khi các bạn tấn công ấy sẽ có cái tỷ lệ khiến cái địch mất sinh lực nha, gây sát thương là 168%, ảnh hưởng bởi lực tấn công.
Thì ở đây các bạn nhìn kỹ này, ở đây nếu các bạn nào nhìn kỹ bạn sẽ thấy ngũ đập trưởng và nha mi nó sẽ có cái một cái giống nhau là cái chiêu, hai chiêu tâm pháp nó sẽ ảnh hưởng bởi lực tấn công. Thì nha mi cũng vậy, nha mi cái chiêu búp của nha mi cũng ảnh hưởng bởi lực tấn công. Nếu các bạn để ý kỹ thì ngũ đập trưởng cũng vậy, nên chúng ta phải búp lực tay cao lên nha. Ngũ đập trưởng là cần phải lực tay nha, lực tấn công và lực tay mọi người nha. Đây, cái chiêu cuối cũng như vậy, cái chiêu cuối ảnh hưởng bởi lực tấn công thì sẽ cộng thêm được sát thương nha, mỗi một giây. Đây thì các bạn búng vào này, nó sẽ có cái xác suất đây, xâm la độc này nó cộng thêm sát thương cho mọi người. Đây có tỷ lệ gây sát thương độc này, thấy không? Đây mà búng thêm vào này, đây còn chiêu này, đây cái chiêu này là chiêu của cái tuyệt học tuyệt kỹ nha mọi người nha. Anh này có một cái tuyệt kỹ nha, đây khí quán trường nha, cái tuyệt kỹ này là khi tấn công tăng tấn công cơ bản. Thì cái khi mà có tuyệt kỹ này thì nó rất ok cho ngũ độc nha. Thì ngũ độc là một cái phái mà chúng ta cần thời gian để dùng độc, thì chúng ta sẽ khảm như thế nào thì bây giờ mình sẽ chỉ mọi người luôn. Đầu tiên về khảm, chúng mình sẽ khảm là ở đây sinh khí kháng chí mạng đỡ đòn né tránh. Bốn viên này là theo mình hiện tại là ok nhất nha. Cái khảm này ok nhất, bốn viên này. Sinh khí là tăng cho bạn máu trâu để các bạn chống chịu trong giao tranh, ok để dùng độc. Ba viên này là để chúng ta có thể mạnh mẽ hơn nha, nha ok hơn. Thì bây giờ khi mà các bạn khảm bốn viên này rồi thì chắc chắn ở trong cái đồ của bạn sẽ bị thiếu hiệu ứng khá là nhiều, đúng không? Tại vì khi mà các bạn khảm bốn viên này thì chúng ta không có tỷ lệ giảm, thì chúng ta sẽ bù hiệu ứng như thế nào? Thì đầu tiên các bạn sẽ vào bí kíp cho mình, các bạn sẽ có cái cuốn hỗn nguyên công là cuốn đầu tiên cho mình. Này là cái cuốn này, bạn này búp đúng này, hỗn nguyên công bạn này chơi bốn cuốn này là chuẩn. Cái này hỗn nguyên công các bạn trừ cho mình là thời gian choáng 1200 điểm ở đây. Nếu mà cuốn thuần, nếu mà cuốn thần á là nó lên tới 2000 mấy điểm là max tối đa 100% luôn rồi. Cuốn tả hữu đây nó trừ cho bạn thời gian thọ thương 1000 mấy điểm luôn. Là hai cuốn này, bạn có hai cái cuốn này là thời gian thọ thương và thời gian choáng của bạn là hiện tại nó được giảm 100% nha. 100% nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 giây. Tại vì các bạn nếu mà các bạn nào mà test thử các bạn sẽ ra các bạn cái chiêu mà của Phỏ Đan, cái chiêu hai của Phỏ Đan ấy nó gây choáng 2 tới 2,5 giây á, các bạn khi mà mặc mắt thời gian choáng 100% các bạn ra quýnh thử thì các bạn sẽ tính được là nó sẽ giảm thời gian choáng như vậy, các bạn sẽ test được nha. Cái này các bạn tự test nha. Thì mình chỉ ước chừng cho mọi người là thời gian giảm nó tầm đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ giảm được thời gian hai cái hiệu ứng rồi, thì chúng mình sẽ cần giảm thêm tỷ lệ. Thì tỷ lệ các bạn sẽ trong bí kíp này nha, trong bí kíp này hiện tại theo mình nên bỏ thêm hai dòng tỷ lệ là nếu mà bạn này khảm này là bỏ cái dòng miễn sát thương chí mạng đi. Chúng ta khảm độc sát, nội công, tấn công, chí mạng, sát thương chí mạng, kháng chí mạng. Thì ở đây theo mình nên bỏ cái dòng tấn công và dòng miễn sát thương chí mạng đi. Chúng ta sẽ thay bằng tỷ lệ thọ thương, tỷ lệ thọ thương giảm và tỷ lệ choáng giảm nha. Ở đây là mình sẽ thay bằng tỷ lệ thọ thương giảm và tỷ lệ choáng giảm. Là các bạn sẽ được 500, các bạn sẽ được 560 điểm nữa. Thì cái 560 điểm đó tương đương với lại 5 viên đá khảm tỷ lệ của bạn, đúng không? 5 viên đá khảm và giảm cho bạn tầm 50% nha. Đây, xác suất choáng của đây là 78 rồi. Bây giờ nếu mà mang thêm cái tỷ lệ nữa thì nó sẽ 100%. Cái tỷ lệ thọ thương cũng như vậy này. Là khi mà như vậy chúng ta sẽ giảm được cái tỷ lệ và chúng ta phải giảm được thời gian. Tại vì sao mà chúng ta phải búp như vậy? Tại vì ngũ độc mình nhắc lại là cần thời gian để dồn sát thương. Nên chúng ta không được dính hiệu ứng nhiều. Nếu mà dính liên tục thì chúng ta chỉ đừng chết thôi, mà tại vì ngũ độc chúng ta dính liên tục chúng ta không có thể nào mà có thể tấn công được. Nên các bạn phải ưu tiên búp cái chịu mà kháng hiệu ứng cho mình nhiều nhất có thể. Đây, thế chung bạn này sẽ búp rất là đúng. Bạn này búp rất là đúng. Theo mình cái phần thủ bạn này búp là ok rồi. Nói chung bạn này có tìm hiểu nhiều, búp đúng. Còn cái phần công, cái phần công hiện tại này thực sự là mình không biết như thế nào, nhưng mà ngũ độc các bạn để ý, các bạn quăng cái viên bỏ né ra luôn, các bạn quýnh ít bị né hẳn luôn. Các bạn khảm cho mình tấn công, nội công, tấn công, chí mạng, bỏ kháng mập là cái này là để đi hướng full công nha, đi hướng full công là các bạn đi hướng sóc đam ấy với săn boss.
Còn nếu các bạn muốn đi hướng BK mà kiểu mà quýnh cho đối thủ không đi được hiệu ứng á, thì các bạn khảm nội công, chí mạng, tỷ lệ tăng, thời gian tăng. Thì khi các bạn khảm như vậy thì cú độc nó sẽ quýnh rất là khó chịu, tại vì cái chiêu của độc thọ thương tới 90% mà các bạn khảm như vậy nữa là quýnh đối phương không đi được luôn nha. Ở đây thì mình chưa có Adatis để mình ở chỗ này. Thì hiện tại theo mình ngũ độc ấy quýnh ít ít cái chiêu bỏ né này, các bạn không khảm luôn mà quýnh ít ít bị né lắm nha. Các bạn nào thử test thử đi. Tại hồi xưa là mình đã chơi thì mình khảm như là nội công, chí mạng, tấn công chính xác, mình khảm 4 viên không khảm bỏ né, nhưng mà quýnh ít bị né lắm, quýnh 10 cái là chỉ bị né một lần thôi nha. Hồi xưa mình khảm thì các bạn nào có coi ngũ độc mình hồi xưa ấy, mình có video ngũ độc khảm chính xác, nhưng mà đưa một phái khác giống như phái côn lôn khảm chính xác nó lại bị né. Nói chung mỗi phái nó sẽ có cách khảm riêng, quan trọng là cái lý thuyết là 70%, còn 30% còn lại là bạn phải cảm nhận. Giả sử như bạn chơi cái phái đó, bạn tâm huyết, bạn chơi nhiều, bạn chơi từ tháng này qua tháng khác, bạn khảm nhiều cách thì bạn sẽ cảm nhận được cái cách nào sẽ tối ưu nhất. Nên đa số hiện tại mình có những video review anh top là tại vì đứng sau những anh top là những người búp đồ rất là chuyên nghiệp, và những anh top đó đã khảm đi khảm lại rất nhiều 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 cách nên họ mới búp được những cái đồ như vậy, nên cách khảm của họ là tốt nhất luôn. Nên mình đã nói rất là nhiều, nếu các bạn nào chơi các bạn không hiểu thì các bạn cứ xem những video review, các bạn búp theo những anh top, rồi các bạn chơi thêm một thời gian, các bạn có cái dư giả thì các bạn có thể khảm theo cách mình muốn, đó là cách tốt nhất luôn nha mọi người nha. Thì để mình coi có ai ra không ta, hiện tại thì không ai ra mọi người ơi. Coi cái việc ngủ độc quýnh đây khó chịu lắm, bạn thấy không? Đây mình sẽ qua bên cái map Hoài Hà Tông Sư đi, mình sẽ cù sát ai để các bạn test nha. Thì mình đã phân tích các bạn, mình chỉ các bạn cách búp đồ khảm đồ để cho cái việc mà ngủ độc với các bạn tối ưu nhất có thể nha. Nói chung các bạn nên chơi những cái phái theo meta, nhưng mà như côn đôn đường môn những cái phái hiện tại đang mạnh. Còn nếu các bạn mà có tiền, các bạn muốn chơi theo những cái gì các bạn muốn thì cứ chơi thôi, tùy mỗi người nha. Thì mình thử cù sát thử cái ông sư tỷ này nè. Đây nha. Ông này là ông Thúy Yên hả ta? Đây. Ông đang nhà mi nha anh em. Mày thấy không? Dính dính hiệu ứng các bạn thấy không? Dính hiệu ứng mình bạn quýnh đấu được. Mày thấy không? Còn ông kia cũng bị dính hiệu ứng này, mày thấy không? Có hai cái thôi mà nó dính hiệu ứng luôn này, mày thấy không? Là hai bên dính hiệu ứng qua lại này. Một là ông đó dính, hai là mình dính, thấy không? Mình quýnh bằng đó là dính vững, là không có sức chiêu được này, bạn thấy không? Nên nếu các bạn có hai cách khảm, một là các bạn khảm theo cái full công, hai là các bạn đang khảm hiệu ứng nha. Cái ông này mạnh quá vậy, ông ẩn ẩn cứ trời trời rập rồi trời, ông mới top 1 luôn trời, 40 lực chiến chiến hàng gì trâu quá trâu luôn, thấy không? Anh này là top 1 đây anh em, bí kíp. Anh này chơi bí kíp này chi vậy? Nhami theo mình ấy nên chơi cái cuốn chứng phái luôn. Theo mình đó, Nhami không có nên chơi cuốn này. Cái cuốn này dành cho những cái phái cái cuốn này nó hơi kỳ kỳ tí xíu. Cái cuốn này để không ngon mà cái cuốn chứng phái. Tại vì bạn biết sao không, mấy cuốn chứng phái nó có kháng chí mạng. Cái cuốn chứng phái nó có kháng chí mạng mà khi các bạn ép hai cuốn này lên, cái kháng chí mạng của bạn có thể lên tới 90% luôn ấy. Đây, cái cuốn chứng phái này nhìn vậy nhưng mà nó có kháng chí mạng nha. Thực sự nó ngon hơn là cái đó. Là theo mình như vậy thôi. Đây thì mình test cho mọi người xong rồi thì mình đã hướng dẫn anh em cách khảm ngũ độc luôn rồi. Thì nếu các bạn đam mê ngũ độc thì các bạn có thể cố gắng. Chúng ta đợi một ngày nào đó ngũ độc sẽ trở lại hào quang nha. Và mình cũng là một người từng đam mê ngũ độc, nói chung là như là vấn đề chúng mình phải chơi game theo meta, có nghĩa là meta này ạc nào mạnh thì chúng cái phái nào đang mạnh thì chúng ta phải theo phái đó. Chứ nếu mà các bạn chơi theo đam mê thì các bạn phải bù lại là chúng ta phải bỏ tiền gấp đôi hoặc gấp nhiều hơn. Còn các bạn chơi theo meta thì các bạn sẽ tốn tiết kiệm rất là nhiều. Thế này nằm ở việc tùy mọi người thôi.
nha, tùy tài chính của mọi người nha. Nhưng mà ngũ độc sẽ không không phải yếu, nhưng mà hiện tại là chưa phải lúc thôi nha, sẽ đến lúc ngũ độc sẽ rất là mạnh nha. Thì mình mong là như vậy. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Thì nếu bạn thấy video hay quýt, đừng quên like và đăng ký kênh, và nhớ ủng hộ để xem mình nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người.